Phật trầm tĩnh như đỉnh Sineru, mỉm nụ cười trong tâm. Ngài nói, Này Akivesana, vậy Như Lai sẽ hỏi ngươi, ngươi vừa lòng điều nào thì hãy trả lời điều ấy. Sakaka đáp, Thưa dân, xin Samon Gotama hãy tự nhiên cho. Như Lai hỏi ngươi, ví như Đức Vua Pasenayi nước Kosala, Đức Vua Asata Satu nước Magadha đã làm lễ quán đỉnh lên ngôi trị vì dương quốc của mình. Các đức vua ấy có quyền giết người đáng tội chết, tịch thu của cải của người đáng bị tịch thu, lưu đài những người đáng tội lưu đài có được chăng? Thưa được Samon Gotama, những đức vua cai trị dùng Vajri, dùng Manla cũng làm được việc ấy, huống nữa là các đức vua lớn, kinh thành lớn ấy tại sao cách đức vua có quyền ấy hỡi arjivesana thưa vì đức vua là chủ một nước nên ông ta có đủ thẩm quyền quyết định tội trạng cũng như ban thưởng bổng lộc cho con dân của mình đức phật gật đầu đúng vậy này arjivesana người đã nói đúng cách đức vua thường sở hữu quốc độ của mình sakaka cũng gật đầu đương nhiên rồi samon gotama Đức Phật tiếp lời Vậy này Akivesana Nếu sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn là ta, là của ta Thì cái ta ấy lấy ngũ uẩn kia làm sở hữu Như thần dân trong quốc độ của mình vậy Đương nhiên rồi, Samun Gotama Nói cách khác, cái ngã chính là ông vua Và ngũ uẩn chính là bá tánh đương nhiên là phải có cái ngã ấy, sở hữu ấy. Vậy, người nghĩ thế nào? Này Akivesana, ví dụ về sắc uẩn. Nếu sắc uẩn là ta, là sở hữu của ta, ta có đủ thẩm quyền quyết định. Vậy, khi sắc uẩn già, ngươi hãy bảo nó đừng già. Khi sắc uẩn bệnh, ngươi hãy bảo nó đừng bệnh. Khi sắc uẩn chết, ngươi hãy bảo nó đừng chết. Có được không? hãy trả lời cho Như Lai nghe với nào, Akivesana. Chỉ với một câu mở ở trên, một câu thắt ở dưới của Đức Phật, Sakaka biết rằng luận thuyết của chàng đã vô phương tháo gỡ, đã sụp đổ hoàn toàn. Nhưng vì hổ thẹn, không dám thú nhận sự thật, đành phải cúi đầu im lặng. Đức Phật hỏi đến lần thứ hai với cách diễn đạt khác. Này Agivesana, với sắc thần của người đó khi nó đau bệnh ngươi có thẩm quyền gì để bảo nó đừng đau đừng bệnh được không khi nó già yếu ngươi có thẩm quyền bảo nó hãy trẻ mạnh lại được không hay người hoàn toàn bất lực đã bị tước mất quyền sở hữu đã thấy rõ nó không phải là ta là của ta nữa rồi sắc mặt sắc ca ca đã tái đi nhưng chàng cũng không thể mở miệng trước hội chúng của mình. Đức Phật cất giọng của Sư Dương Này Vesana, bây giờ là lúc ngươi phải trả lời, không phải là lúc ngươi giữ im lặng. Khi Như Lai đã hỏi người nào về một vấn đề gì hợp với sự thật, đúng với chân lý, đến lần thứ ba mà người ấy vẫn không chịu mở miệng, thì cái đầu của y sẽ bị dở thành bảy mảnh. Lúc ấy, Đức Sát-ca, vua của cõi trời tam thập tam thiên, liền hóa ra quỷ dạ xoa. Tay cầm chùy kim cang phát ra luồng ánh sáng khiếp người. Ngồi trên đỉnh đầu Sát-ca-ca, nói vào tai chàng rằng Này Akivesana, có nghe không? Nếu Đức Thế Tôn hỏi người đến lần thứ ba mà ngươi vẫn ương ngạnh, ngoan cố, không chịu trả lời thì ta sẽ dùng cái chày kim cương này với thần lực đánh cho cái đầu người vỡ ra đúng bảy mảnh, không thừa một, không thiếu một. Chú thích Saka là đế thích thiên chủ, là đệ tử của Đức Phật. Vị này thường làm hộ pháp, hộ trì cho giáo hội của Đức Tôn Sư. Sự việc xảy ra như trên chỉ có Đức Phật và Sát-ca-ca nhìn thấy. Sát-ca-ca kinh sợ, khiếp đảm vô cùng. Tóc trên đầu dựng đứng, và mồ hôi chàng giả ra như tắm đến nước này thì chàng chỉ còn biết nương nhờ vào oai lực của đức phật mà thôi bèn lắp bắp nói bạch sa môn cô ma xin ngài hãy hỏi lại đi và con sẽ tức khắc trả lời ngay này archivesana ngươi nói rằng sắc uẩn là ta cây ngã của ta là sở hữu của ta vậy ngươi có quyền gì sai khiến sắc uẩn ấy rằng sắc uẩn của ta hãy như thế này đừng như thế kia được chăng rằng sắc uẩn ngươi hãy đừng già đừng bệnh đừng chết được chăng sakaka cúi đầu thú nhận bạch Sa môn gotama điều ấy là không thể được đức thế tôn tiếp tục ngươi hãy suy xét kỹ càng thấu đáo thận trọng rồi mới trả lời đừng để cho lời sau không hợp với lời trước và ngược lại nếu lời trước và lời sau không tương hợp không đồng nhất sẽ đưa đến sự đập dỡ, sự chối bỏ ngày chính luận điểm của người con hiểu bạch đức thế tôn vậy thì như lai lại hỏi không những sắc uẩn mà thọ tưởng hành thức nó có phải là ta là của ta, là sở hữu của ta không? Thưa thật không phải thế. Ta có quyền lực gì để bảo hãy vui, đừng buồn. Ta hãy nắm bắt tưởng tốt, đừng nắm bắt tưởng xấu. Hãy ghi nhận, kinh nghiệm, lưu giữ việc tốt, lành, đừng có xấu, ác, được không? Thưa thật không thể. Như vậy, ta chẳng thể nào sai khiến ra lệnh gì cho ngủ uẩn được cả. Đấy là điều mà người đã xác định. Thưa dân, vậy có hữu lý không khi bảo rằng ngũ uẩn ấy là ta, là của ta, là tự ngã của ta? Điều ấy là sai lầm, là mê muội là tà kiến, bạch đức thế tôn. Vậy khi ngũ uẩn ấy không phải là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì nó tự sinh diệt, thay đổi, biến hoại, theo định luật của chính nó. Thưa dân, đúng vậy. Vậy thì nó thường hay vô thường? Bạch, nó vô thường. Vô thường thì nó khổ hay lạc? Là khổ bạch đức thế tôn. Này Akivesana, cái gì vô ngã thì nó vô thường. Cái gì vô thường thì cái ấy khổ. Đấy là hệ luận đi liền, liên quan, tất yếu vô thường khổ vô ngã là chân lý là sự thật nó không phải là quan điểm là luận kiến là luận điểm là chủ tri là lý thuyết của như lai mà nó là chân lý là sự thật người đã thấy rõ điều ấy chưa bạch con đã thấy rõ người chấp ngũ uẩn là hữu ngã là của ta thì chẳng khác gì chấp khổ là ta, khổ là của ta, khổ là tự ngã của ta. Điều ấy có hữu lý không? Thưa không bao giờ. Thẳng hoặc, người ấy biết rất rõ khổ, phân tích rất tinh tế khổ trong chính mình. Nhưng có nhờ vậy mà khổ được chấm dứt, yên lặng được không? Thưa thật không thể. Này Ác-di-phê-sa-na! chính nhờ vô thường vô ngã của ngũ uẩn con người từ xấu ác trở nên tốt lành chính nhờ vô thường vô ngã của ngũ uẩn nên đạo đức luân lý của thế gian mới được thành lập chính nhờ vô ngã của pháp phàm tính mới diệt mất thánh tâm mới được sinh khởi vậy thì giáo pháp ấy đâu phải là bi quan yếm thế tiêu cực một thứ hư vô chủ nghĩa tàn tệ, độc hại, tung bóng tối cho cuộc đời, như người đã từng tuyên bố trước hội chúng ở Vesali. Thế ra, người đã từng làm đạo sư của thiên hạ, làm giáo thọ cho cả một hội chúng mà kiến thức sơ đẳng về chánh, về tà, về cái thực và cái không thực, đều cần liễu tri và điều không nên chấp thủ, người cũng chưa nắm trọn được thì thử hỏi làm sao bước vào giáo pháp của Như Lai? Chưa hiểu, chưa thấy giáo pháp của Như Lai, thì làm sao đập nát, xóa sổ giáo pháp ấy? Sakaka cúi gầm mặt xuống, không dám đưa mắt nhìn một ai. Đức Phật tiếp tục cất giọng chuông vàng như sấm, giống giữa trời mưa. Này Akivesana, có người mong muốn lõi cây, cần lõi cây, nên cầm búa đi vào rừng để tìm lõi cây. Thấy một cây chuối rừng cao, to lớn, thẳng, rất sung sức, chưa trổ buồn. Người ấy bèn chặt cây chuối đến tận gốc, chặt ngọn lìa tất cả nhánh rồi lột những bẹ chuối ra hết. Người ấy từ từ lột tất cả bẹ, lột sạch từ ngoài vào trong nhưng không hề tìm thấy giác cây, huống hồ là lõi cây. Cây chuối không có giác cây, không có lõi cây, chính là ngươi đấy, Agivesana. Như Lai đã chặt tận gốc, chặt cục ngọn, rồi lột trần tất cả sở học và kiến thức của ngươi ra. Bên trong, người không có gì cả. Dù cho cái dây da to, dày, nịch chặt cái bụng to của ngươi, thì bên trong ấy cũng là trống không, là rỗng tuếch. Nếu là có, thì trong ấy có thịt, mỡ, vật thực, lục phủ ngũ tạng, phẫn và nước tiểu mà thôi. Thế mà, ngươi dám dỗ ngực với mọi người ở tiểu quốc Lichavi rằng, ta không thấy có sa môn hay bà la môn ở trường phái nào, dù là giáo phái chủ, giáo phái sư hay bậc đạo sư tự xưng là vị thánh a la hán. Mỗi khi đối đáp với ta, chẳng có người nào mà không hồi hộp cả kinh, run sợ, không toát lạnh mồ hôi. Thậm chí, nếu ta cật dấn cây cột không có tâm thức, nó cũng phải run chuyển, kinh hãi huống nữa là con người. Chuyện ấy bây giờ sự thực thế nào hở Akivesana? Đàm thoại với Như Lai, luận chiến, đấu trí, hùng biện với Như Lai, mà sao mồ hôi của người toát ra từ trán chảy dài xuống mặt thấm qua áo rồi rơi xuống đất. Còn Như Lai thì không. Như Lai bao giờ cũng như đang an trú ở cõi ngũ tịnh cư thiên. Là tại làm sao thế? Hở Akivesana. Lúc ấy, Sakaka ngồi co rúm lại, gục đầu, và mặt tái đi, người toát mồ hôi lạnh. Chàng im lặng, không dám thốt ra một lời nào nữa. Trong hội chúng của Sakaka, thuộc hoàng tộc Lichavi có nhiều người thấy sắc ca ca như vậy tức giận quá thốt lên rõ là không biết hổ thẹn đồ trơ tráo cái gì cũng thừa phải dạ phải bạch sa môn gotama Người có đưa ra được một chủ kiến nào đâu mà bảo là tranh luận đấu chiến đấu trí chứ có ông hoàng dumukha là người trực tính thâm trầm hiểu biết khi thấy sakaka đã hoàn toàn cùng nhục tất cả nhuệ khí ban đầu đang chết lặng vì thảm bại bèn hướng đến chỗ đức phật nói rằng bạch đức thế tôn xin cho phép con đưa ra một ví dụ ở gần xóm làng kia có ao nước cạn trong ấy có một con cua đang sống hôm nọ có một nhóm trẻ em hoang nghịch chúng lội xuống ao bắt con cua ấy lên để chơi hễ con cua đưa cái càng nào ra là chúng lấy cây và đá đập gãy cái càng ấy cứ như vậy cho đến lúc con cua không còn một cái càng nào bèn phải nằm yên không cựa quậy không nhúc nhích được chẳng bò đi đâu được nữa bạch đức thế tôn cũng như thế ấy những tà kiến ngu si nông cạn tự cho mình hơn người cao mạng luận thuyết của sakaka vị giáo thọ khả kính của hoàng tộc chúng con như những càng cua đã bị trí tuệ của Đức Thế Tôn bẻ gãy. Từ rày về sau, có lẽ sắc ca ca sẽ khá hơn, sẽ không còn những ý nghĩa ngông cuồng như vậy nữa. Xấu hổ quá, sắc ca ca quát lên. Này Dumuka đại nhân, ngài đừng nói nữa, tôi biết rõ tôi phải làm gì rồi. Nói thế xong, Sakaka bước ra cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi nói rằng Bạch Đức Thế Tôn cao cả, hôm nay con đã thật sự thấy rõ tầm dốc trí tuệ của Ngài. Trí tuệ ấy quá cao siêu, quá thâm mặt mà lại rất dị dãn, tưởng là hời hợt, nông cạn. Con đã lầm, một cái lầm chua cay, đắng chát, thảm hại. Nhưng con lại vô cùng cảm kích, sung sướng khi thấy rõ sở học kiến thức đầy nông nổi và khiếm khuyết của mình. Kính xin Đức Thế Tôn từ bi xá tội cho những gì mà con đã lỡ mạo phạm. Đức Phật biết rõ sự thay đổi từ trong tư duy, tâm ý của chàng trai trẻ như thế nào, nên mở lời, cốt để tạo duyên cho Sát-ca-ca bước được bước chân đầu tiên vào giáo Pháp. Này Akivesana, có gì thắc mắc, người cứ hỏi, như Lai sẽ trả lời bạch đức thế tôn với luận thuyết sai lầm của con về ngũ uẩn là ta là của ta rõ là ác kiến mê muội nhưng lời giáo huấn của đức thế tôn ngũ uẩn là vô ngã người xấu ác trở nên tốt lành phàm tính nhờ vậy có thể sinh khởi thánh tâm điều ấy thì con hiểu nhưng chưa được tường tận lắm xin ngài hãy nói thêm về những lợi ích và những kết quả thù thánh của nó này Akivesana, câu hỏi ấy thật là chính xác, là ngón trỏ chỉ đúng vào cái lõi của giáo Pháp. Vậy hãy nghe đây. Giáo Pháp vô ngã ấy không phải là cái để nhận thức suông mà phải thực sự chiêm nghiệm, lặn sâu vào, minh sát cho rốt ráo. Người nào thực hành giáo Pháp ấy, thấy rõ ngũ uẩn là vô ngã, sẽ đoạn tận được hoài nghi đạt được trí tuệ, xa lìa đau khổ, phiền não và được sống an vui trong phạm hạnh của Bậc Sa Môn. Người như thế được gọi là hàng thinh văn đệ tử của Như Lai. Sakaka hỏi tiếp Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn nói thêm cho con nghe về trí tuệ ấy. Cái trí tuệ để một vị tỷ kheo được gọi là Bậc Thánh A-La-Hán đã tận diệt mọi phiền não đã hoàn thành trọn vẹn phạm hạnh đã làm xong mọi phận sự trên đời này đã bỏ mọi gánh nặng ngũ uẩn chẳng còn một gốc rễ ràng buộc tái sanh vào kiếp sau này Akivesana muốn được như vậy thầy tỷ kheo chỉ cần thấy rõ ngũ uẩn bằng trí tuệ đúng theo thực tính và bản chất của nó phải thấy rõ rằng sắc uẩn ở quá khứ sắc uẩn ở dị lai, sắc uẩn ở hiện tại, sắc uẩn bên trong, sắc uẩn bên ngoài, sắc uẩn thô, sắc uẩn tế, sắc uẩn thấp hèn, sắc uẩn cao quý, sắc uẩn gần, sắc uẩn xa. Tất cả sắc uẩn ấy không phải của ta, không phải là ta, chẳng phải là tự ngã của ta. Thọ, tưởng, hành, thức uẩn, cũng đều phải được thấy rõ như thế. Khi thấy rõ ngũ uẩn không phải của ta, thầy tỷ kheo xa lìa được mọi sở hữu. Vì xa lìa được mọi sở hữu, nên vị ấy cắt đứt được tham ái. Khi thấy rõ ngũ uẩn không phải là ta, thầy tỷ kheo rời xa mọi so sánh ta, người, hơn, thua. Nhờ xa rời được so sánh ta, người, hơn, thua vì ấy thoát ly được ngã mạng. Khi thấy rõ ngũ uẩn không phải là tự ngã của ta, thầy tỷ kheo khỏi bị mê lầm theo thường kiến. Nhờ không mê lầm theo thường kiến, vì ấy đoạn trừ được tà kiến. Với tham ái được cắt đứt, với ngã mạn được ly thoát, với tà kiến được đoạn trừ, thầy tỷ kheo biết rõ mình tử sanh đã được bứng tận tiền não đã được đoạn lìa, mọi gánh nặng đã được đặt xuống, mọi bổn phận đã được làm xong, sẽ không còn tái sanh vào kiếp sau nữa. Và đấy chính là Bậc Thánh A-La-Hán đã hoàn toàn giải thoát mọi khổ ách đeo mang trên trần thế. Nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng cặn kẽ như thế, Sắc-ca-ca -ca hoan hỷ thốt lên. Ôi thật là sâu thẳm, rộng lớn, mà cũng tin tưởng tế vi đến kinh ngạc lạ lùng. Quả thật, Đức Thế Tôn là bậc đại trí tuệ, đã soi rọi tường tận chỗ tối tâm mê lầm của con. Thậm chí, những kẻ tóc chân tơ của những cái là ta, của ta, tự ngã của ta, bây giờ con mới thật thấy, thật hiểu. Không những là con, mà tất cả hội chúng này, bây giờ mới thật sự hé mở được con mắt, mới thật sự biết được trí tuệ là gì? Phải vậy không, chư vị đại nhân? Cả hội chúng đồng đáp gian rân. Quả thật vậy, thưa thầy giáo thọ. Có một vị nói, Dường như từ lâu chúng ta chỉ hiểu biết suông nhận thức suông nói cái gì cũng đại khái, tổng quát, chẳng thấy ra cái vi tế, cái cụ thể, có da, có thịt như giáo pháp của Đại Sa Môn Cô Ôi thật sự là lợi ích! đi một ngày đàn học một sàn khôn. Sắc ca ca đã lấy lại sự tự tin, phong độ, khoát tay cho hội chúng im lặng, rồi cất giọng như phân bua, như kêu gọi sự đồng tình của mọi người. Thưa chư vị đại nhân, tôi có vài ví dụ cụ thể, sống động về điều này, về sự kiện ngày hôm nay. Rằng là nếu có người đương cự với một con voi say, hắn còn chút hy vọng thoát thân được. Nhưng nếu thế gian có kẻ ngông cuồng dám đấu trí với đại sa môn Gotama thì hắn sẽ không còn biết chạy trốn vào đâu. Tương tự thế, một người đang ở trong dòng lửa cháy ngu ngút bốn bề, hắn còn chút may mắn thoát ra. Nhưng lỡ ngu si luận chiếm với đại sa môn Gotama thì một kẻ hở an toàn cũng bị bích chặt. Một người bị rắn độc cánh, hắn còn chút hy vọng chữa trị được. Nhưng nếu có kẻ tự cao thách thức đàm luận với đại sa môn Gotama, thì một cơ hội hy hữu để phòng thân cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Rồi Sakaka hướng đến Đức Thế Tôn. Kính bạch bậc đại trí tuệ, dạy lời xưng tán như thế kia của con, đối với Ngài thì thật là vô nghĩa, phù phiếm. Nó là một thứ bụi bặm ô nhiễm, cấu uế mà Ngài đã xa lánh đoạn trừ từ lâu lắm rồi. Nhưng đấy là tư duy và ngôn lời chân thật của con. Khi mắt con đã được mở, óc con đã được sáng. Hôm nay con đã thua cuộc một cách thảm hại, đã khánh tận mọi tài sản kiến thức, sở học, cao mạng, kể cả thiên kinh, dạng quyển được nịch chặt trong cái bụng đầy đặc thịt mỡ, vật thực ngoan cố và bất tịnh này. Nhưng con lại rất sung sướng, an lạc, hạnh phúc vì con đã cởi bỏ được rất nhiều cả bên ngoài lẫn bên trong. Nói thế xong, Sakaka tự tháo dây da nịch bụng với cử chỉ chậm rãi, bỏ xuống bên chân, rồi cúi đầu đảnh lễ rất từ tốn, rất cẩn trọng, ôm sát chân bụi của Đức Tôn Sư. Con, Sakaka Akivesana, hôm nay đã hoàn toàn được nhiếp phục, đã nhu thuận xin đôi chân có ngàn căm bánh xe của đức tôn sư minh chứng cho và con cũng đã thực sự hồi đầu hướng thiện cải tà quy chánh vì lợi ích vì hạnh phúc vì an lạc lâu dài cho con về sau ca đứng dậy đặt hai tay lên sát đỉnh đầu nói tiếp để minh chứng cho tất cả lòng thành này ngay ngày mai con xin được cung thỉnh đức thế tôn cùng tăng chúng thánh hiền quan lâm đến tệ xá để cho con cùng hội chúng hoàng tộc Lichavi được dịp thiết lễ cúng dường ngọ trai. Đức Phật im lặng nhận lời. Trở về trú xứ của mình, Sakaka thông báo rộng rãi đến cho hoàng tộc Lichavi hay biết rằng Này hỡi hoàng tộc Lichavi cao quý và hiền thiện, đây là cơ hội ngàn năm một thuở mới có một đức đại giác ra đời đức đại giác ấy trí tuệ vô song đại bi vô lượng biện tài vô ngại hùng lực vô uy đức tài vô biên kiến thức vô tận hiểu biết vô cùng nhân cách vô thượng thần thông vô tỷ ngữ ngôn vô đối phước tướng vô ngần vậy hãy nghe tôi ngay ngày mai chư vị hãy chuẩn bị chu đáo tương tất mang đến tỉnh xá của tôi những thức ăn thượng dị, ngon bổ và cao quý nhất để cúng dường Đức Thế Tôn vĩ đại cùng tăng chúng thánh hạnh. Làm như thế, phước báo thù thắng và sang cả nhiều đời sẽ trổ hoa thơm ngát, kết trái sung mãn đến cho chư vị. Hãy nghe tôi! Thế rồi, khi đêm đã tàn, bình minh vừa ló dạng, tất cả các gia đình hoàng tộc Lichavi nghe lời Sắc Ca Ca mang 500 phần vật thực thượng dị được nấu nướng công phu đến tịnh xá của Sakaka, góp chung phần với chàng để thiết lễ cúng dường trọng thể. Đúng giờ, Đức Phật đắp y màu sang hô đỏ, mang bát màu cam thảo chính cùng với 500 tăng chúng phạm hạnh trang nghiêm thanh thản vào thành Vesali đi đến chỗ của Sakaka để thọ trai. Sakaka còn chu đáo cho con em hoàng tộc là một ngàn môn đệ của mình đốt chiên đàn, rải trầm hương, kết cổng hoa để nghìn đón Đức Phật và tăng chúng suốt trên một lộ trình dài. Dân chúng thành Vesali được dịp trang dai thích cánh nhìn xem một sự kiện hiếm có ở tiểu quốc này. Các vị tướng quân đầy kiêu căng hống hách dòng dõi Lichavi nghe cha chú hoàng tộc kể lại về nhân cách và trí tuệ của Sa môn Gotama cũng xin tâm ngưỡng mộ đứng dẹp trật tự tại các ngã đường. Chỉ có một đêm mà Sakaka đã làm được một căn nhà giải lớn, rộng ở trung tâm khu vườn để chuẩn bị cho sự nghinh đón này. Sakaka thỉnh đức Thế Tôn ngự ở chỗ cao quý nhất, còn chư tăng thì được mời rải rác tại các chỗ ngồi đã được thiết kế ở xung quanh. 500 gia đình chư vị đại nhân cùng cháu con trong hoàng tộc vui vẻ tới lui mang thức ăn xốp vào bát cho tăng chúng. Sắc ca ca thì tự tay mình dân vật thực đến Đức Thế Tôn một cách kính cẩn và lễ độ. Khi Đức Phật và tăng chúng thọ thực xong, Sắc ca ca ngồi một bên phải lẽ, chắp tay thưa rằng Bạch Đức Thế Tôn, cầu xin quả báo của sự phước thiện này sẽ thành tựu hạnh phúc và an lạc đến cho tất cả mọi người trong hoàng tộc Lichavi. Đức Phật dạy rằng: Này Aghivesa, tâm nguyện của ngươi thế là tốt. Nhưng quả báo phước thiện tương lai trong sự cúng dường ngày hôm nay thật không đơn giản như lời nguyện ấy. Con xin được nghe. Hội chúng Licchavi này nương nhờ bởi ngươi, và ngươi thì nương nhờ bởi như lai. Có đúng vậy không, thưa dân? Lại nữa sự bố thí cúng dường này thành tựu được là do sự chủ động của ngươi, tác ý của ngươi, có phải vậy chăng? Thưa phải, vậy Như Lai sẽ chứng minh cho sự thật ấy rằng, quả báo của sự phước thiện trong sự bố thí cúng dường này là do nương nhờ ở ngươi, là người chưa diệt được phiền não, sẽ thành tựu đến cho tất cả thí chủ trong hoàng tộc Lichavi. Và quả báo của sự phước thiện này do nương nhờ ở Như Lai là bậc đã đoạn tận mọi phiền não thì sẽ thành tựu đến cho ngươi này Akivesana. Hiểu được sự nhiệm màu của nhân quả và tâm từ vô lượng của Đức Phật, Sakaka siết bao cảm động, chẳng cúi đầu, đỏ lệ, đáp nho nhỏ. Con hiểu, bạch Đức Thế Tôn, tri ân Đức Thế Tôn.